Trước khi đánh hội đồng Sancho, hãy nhớ tới Dele Alli. Manchester United sẽ ra án kỷ luật nặng với gia đồn Sancho. Dư luận cũng đang chĩa mũi dùi về phía cầu thủ 23 tuổi này. Anh chắc chắn sẽ nhận được vô vàn những lời tổng sĩ vả từ nhiều phía. Nhưng hãy nhớ lại 6 tuần trước, Dele Alli từng chia sẻ bi kịch về việc cầu thủ này lún sâu vào trầm cảm vì áp lực như thế nào. Dù nhìn nhận thế nào về Sancho dưới góc độ là một cầu thủ hay mối quan hệ phức tạp của anh với tiềm năng to lớn của cầu thủ này, thì giới mộ điệu không thể không thất vọng với những gì đang diễn ra. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã giải thích về việc loại Sancho ra khỏi đội hình của Manchester United trước trận đấu với Arsenal. Manchester United thua 1-3 vòng 4 giải ngoại hạng Anh, rằng loại Sancho là điều tất yếu vì cậu ấy không có gì bùng nổ đặc biệt và rằng ông đã tham khảo những màn trình diễn của cầu thủ chạy cánh người Anh trong cả quá trình tập luyện và thấy anh không đạt được sự mong đợi. Tuy nhiên, nếu xem xét tình hình dựa trên bối cảnh có liên quan, thì chúng ta sẽ có một câu chuyện khác. Sancho đang có sức khỏe tâm thần bất ổn. Những ai yêu mến đội tuyển Anh, yêu mến Manchester United cũng đều nhận ra rằng Sancho là một người dễ rơi vào stress, dễ bị trầm cảm. Đặc biệt, ở mùa giải 2022-23, cầu thủ 23 tuổi đã gặp rất nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sancho từng bỏ lỡ 3 tháng ở mùa giải năm ngoái vì chấn thương. Tập luyện một mình ở Hà Lan và sức khỏe tâm thần có vấn đề là một trong những nguyên nhân khiến anh biến mất khỏi trung tâm huấn luyện Carrington của Manchester United sau World Cup trên đất Qatar vào tháng 12 năm 2022. Khi ấy, chính Ten Hag đã tiết lộ rằng Sancho chưa sẵn sàng về thể chất và tinh thần để trở lại thi đấu cho Manchester United. Kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2022, cựu cầu thủ Dortmund không chơi trận nào cho đội chủ sân Old Trafford và thất vọng vì bị loại khỏi đội tuyển Anh tham dự Cúp Thế giới tại Qatar. Anh tắt tài khoản trên mạng xã hội vào tháng 11, thời điểm không có tên dự World Cup 2022, để tập trung cho gia đình và nửa sau mùa giải của Manchester United. Rõ ràng, sức khỏe tâm thần cầu thủ chưa bao giờ được nhìn nhận đúng mức. Những khó khăn về thể chất và tinh thần của Sancho khá giống như Alli. Chính Ten Hag đã thừa nhận vấn đề mà Sancho gặp phải cách đây gần một năm, đôi khi có những hoàn cảnh liên quan đến thể chất và tâm trạng. Sancho từng là một trong ba tuyển thủ Anh bị phân biệt chủng tộc nặng nề sau trận chung kết Euro 2020. Nhưng nhà cầm quân người Hà Lan quá bận rộn với mớ hỗn mang hiện tại của Manchester United và không màng tới những điều sâu xa đó. Sancho từng là một trong ba tuyển thủ Anh, bên cạnh Marcus Rashford và Bukayo Saka, bị phân biệt chủng tộc khủng khiếp sau khi đá hỏng phạt đền ở loạt sút luân lưu may rủi để phân thắng bại trong trận chung kết Euro 2020 với đội tuyển Italia. Song, khác với hai người đồng đội ở đội tuyển Anh là Rashford và Saka, những người ngay lập tức đã cải thiện phong độ hoàn toàn tại câu lạc bộ chủ quản sau thất bại trước Italia. Sancho chịu ảnh hưởng nặng nề từ những thông điệp phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Chúng hoàn toàn đánh gục Sancho. Và sự bất ổn tâm lý ấy của ngôi sao 23 tuổi này đã lặp lại sau World Cup 2022. Ten Hag hay bất kỳ người nào ở Manchester United, chứ chưa cần nói dư luận, không cảm thấy cần phải đồng cảm với những vấn đề của một cầu thủ lười biếng và có thái độ không tốt như Sancho. Đó là mặt trái của bóng đá hiện đại khi sự vô cảm lên ngôi và đẩy dồn cầu thủ về một góc tối. Rồi có thể đến một lúc nào đó, Sancho sẽ kể lại bi kịch của mình chẳng khác nào Alli khi trước. Hơn lúc nào hết, lúc mà tinh thần chạm xuống đáy của biểu đồ hình sin, Sancho cần những bàn tay thông cảm chìa ra cho mình bấu víu, đặc biệt là huấn luyện viên Ten Hag xử lý khéo léo hơn, tế nhị hơn, để bước qua cơn sang chấn tâm lý hiện tại. Không ai trong số chúng ta có thể nói rằng Sancho là một cầu thủ chuyên nghiệp hoàn hảo. Anh từng bị phạt vì trễ tập nhiều lần tại Dortmund. Và điều này vẫn tiếp diễn khi anh tới Old Trafford. Đây là hành vi xấu, đại diện cho một người lười biếng và một cầu thủ thiếu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích, lên án và phạt nặng, có thể một cách tiếp cận khác sẽ làm thay đổi Sancho. Bất cứ ai cũng cần sự đồng cảm. Sancho không phải một ngoại lệ.